mình đi đều anh Sang ơi. Nghệ An. Ôi bạn ơi, lần đầu tiên đi Nghệ An đi xa thế, lái xe 6 tiếng đồng hồ chưa nghỉ này. Bây giờ chúng mình chuẩn bị đi tìm nhà hàng để ăn nạ, xong bắt đầu mình đi tìm khách sạn nha. Bạn Xu mệt không? Đói chưa? Đi từ lúc 4 giờ sáng mà bây giờ mới đi. Rồi đến cửa lò kính chào quý khách rồi các bạn ơi. Nắng quá, vừa phải nghỉ chân ăn bát phở xong đói hết cả người lên. Rồi bây giờ chúng mình sẽ đi tìm khách sạn này. 600 mét nữa, rẽ phải. Khách sạn làm gì? Sạn để ngủ. Đến khách sạn rồi các bạn ơi. Đây, phòng của mình này các bạn nha. Sướng không? Sướng không? Sướng không? Thích không? Chiều chúng mình sẽ đi tắm biển nha. Thích không? Cũng thích không? Có, đi đi. Ôi trời, mỏi quá. Làm nghỉ tí thôi. Để chuẩn bị đi ăn trưa các bạn ơi. Nó không chứ. Ú, ăn giỏi nha. Đầu uống này bảo không thịt như thế đói. Nhanh rau khỏ quấn thơm. Bốc thịt như để đói, nhai rau như bò cuốn cơm. Bù giỏi quá. Rồi, ăn giỏi các bạn. Rồi, ăn xong bữa trưa đi, đến khách sạn ngủ các bạn ơi. Bữa trưa hôm nay bọn này mình ăn canh ngao với cá thu mấy ạ. Rau muống ngon tuyệt vời luôn.